Anh Năm, anh Năm. À hả? Anh tới anh cho tôi hỏi thăm. Hỏi gì? Anh có biết nhà của cái thằng lùn Mã Tử hồi nãy không? Biết chứ. Anh làm ơn anh dẫn tôi qua nhà nó cho tôi gặp mẹ nó đi. Mẹ nó chết rồi. Nó còn cha không? Cho tôi gặp thằng cha nó cũng được. Còn gần đấy. Tôi mà gặp được thằng cha nó nè, tôi chửi trong bản mặt thằng cha nó. Cái thứ con quan chết chủ, cái thứ mà không biết dạy con. Ê, bình tĩnh, bình tĩnh, cái này nặng lắm á nha. Nặng không lắm có nặng, mới chửi có mấy câu mà nặng gì. Anh nổi tiếng là ngày xưa anh cự, có câu nào hay anh chỉ cho tôi. Tôi qua tôi chửi cái thằng cha nó nha, cái thứ mà ông nội nó không biết dạy thằng cha nó, để thằng cha nó không biết dạy nó. Trời ơi, sao lắm rồi anh bèo quá vậy ta. Tôi hỏi anh có câu nào hay anh chỉ cho tôi chửi. Nghĩ sao nhìn mặt thằng cha nó rồi kêu cha ơi là sao. Anh coi tôi chửi rồi học hỏi nè. Ông nội mày không biết dạy thằng cha mày, để cho mày đi phá làng phá xóm, tao quánh chết cha mày. Cái thứ mà con quan chết chủ, cái thứ này đó nghe, cha mày không dạy. Xin DVA Production giới thiệu chương trình live show Đàm Vĩnh Hưng với chủ đề Giờ Hát. Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền.